James Webb bắt đầu chú ý đến JWST-1, một hệ thống sao chứa đầy hành tinh giống trái đất. Kính viễn vọng không gian James Webb đã bắt đầu xem xét những ứng cử viên hấp dẫn nhất cho sự sống ở những nơi khác trong vũ trụ, một nhóm các hành tinh ngoài hệ sao được gọi là JWST-1. Điều đó có nghĩa là trong những năm tới, các nhà thiên văn có thể mong đợi vô số dữ liệu từ một nhóm hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta sẽ giúp trả lời câu hỏi lâu đời, chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Webb đã gây kinh ngạc cho thế giới trong những tuần gần đây sau khi NASA công bố loạt quan sát thích hợp đầu tiên bao gồm hình ảnh hồng ngoại sâu nhất của vũ trụ từng được chụp. Mặc dù những hình ảnh tuyệt đẹp và đầy màu sắc của kính thiên văn về các vật thể vũ trụ ở xa thu thập được trí tưởng tượng của công chúng, nhưng có thể dễ dàng bỏ qua sự phong phú của dữ liệu thô mà kính thiên văn đã và sẽ tiếp tục thu thập. Gần như ngay sau khi nó có khả năng thực hiện các quan sát khoa học, Webb bắt đầu nghiên cứu hệ thống JWST-1 như một vấn đề ưu tiên. JWST-1 là một ngôi sao lùn đỏ, nằm cách xa mặt trời của chúng ta khoảng 39 năm ánh sáng và đã thu hút sự quan tâm của các nhà thiên văn kể từ khi nó được phát hiện vào năm 2017. Đó là bởi vì JWST-1 được phát hiện có ít nhất 7 ngoại hành tinh đá, những hành tinh tồn tại bên ngoài hệ mặt trời, quay quanh nó với kích thước và khối lượng tương tự như trái đất. Hơn nữa, những quan sát ban đầu cho thấy một số hành tinh có thể có nhiệt độ đủ thấp để hỗ trợ giả thuyết về sự hiện diện của nước lỏng. Julian Jewitt, trợ lý giáo sư về trái đất, khí quyển và hành tinh cho biết có những hành tinh khác ở trên cạn, hoặc ôn đới, hoặc cả hai, nhưng chúng thường quá xa, hoặc xung quanh một ngôi sao quá lớn để thực sự cho phép chúng tôi nghiên cứu chúng. Bộ phận khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts và một phần của nhóm đã phát hiện ra hệ thống JWST-1, nói với Newsweek. Vì vậy, đây là những cửa sổ duy nhất mà chúng ta có thể xâm nhập vào bầu khí quyển của các hành tinh có thể sống được trên mặt đất khác, và đó là điều thực sự đặc biệt về chúng. Tuy nhiên, do những hạn chế về công nghệ, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể xác định chắc chắn một đặc điểm quan trọng của những hành tinh này, liệu chúng có khí quyển hay không. Đó là, cho đến khi Webb bước vào hiện trường, Michael Zilong, một nhà nghiên cứu ngoại hành tinh tại Đại học Leeds, Bỉ, người dẫn đầu nhóm phát hiện, cho biết câu hỏi mà chúng tôi muốn trả lời bây giờ là chúng có bầu không khí không. Nếu chúng có bầu không khí, thì mọi thứ sẽ trở nên rất thú vị. Hệ thống JWST-1. Anh ấy nói với Newsweek, bạn thực sự cần một kính viễn vọng rất lớn ở xa trái đất. Bạn có thể theo dõi hàng giờ hoặc hàng ngày nếu cần. Và nó hoạt động trong phạm vi bức sóng lớn trong quang phổ hồng ngoại, bởi vì đây là nơi tất cả các đặc điểm quang phổ phân tử mà chúng tôi đang tìm kiếm đã được định vị. Và James Webb chính xác là những gì tôi đang nói đến. Đối với Jewitt, bước tiến công nghệ được thực hiện với Webb khó có thể nói quá. Ông nói, về nội dung thông tin, chúng ta đang đi khá nhiều từ việc nghe đài đến việc có TV. Phương pháp mà các nhà khoa học sẽ sử dụng để tìm hiểu xem các hành tinh JWST-1 có bầu khí quyển hay không được gọi là phương pháp quang phổ chuyển tiếp. Nó hoạt động bằng cách thu thập ánh sáng mặt trời đi qua một hành tinh gần đó và tách ánh sáng này thành một quang phổ, giống như cách một lăng kính tách ánh sáng trắng thành cầu vồng. Nếu ánh sáng mặt trời đó đi qua bầu khí quyển của một hành tinh trên đường tới trái đất, thì sẽ có những dấu hiệu đáng kể trong quang phổ của ánh sáng đó. Chi Long nói, vì vậy, bạn có những dấu ấn về dấu ấn hóa học của khí quyển xuất hiện trong dữ liệu và dữ liệu quang phổ của bạn. Nghiên cứu sẽ được thực hiện theo từng bước. Đầu tiên, các nhà thiên văn học của Webb sẽ xác định liệu có bất kỳ hành tinh nào trong số các hành tinh JWST-1 thực sự có bầu khí quyển hay không, bản thân nó đã là một sự phát triển rất lớn. Thứ hai, công việc sẽ bắt đầu tìm hiểu xem mỗi bầu khí quyển này được tạo thành từ gì. Một quá trình mà Jewitt mô tả là giống như bóc vỏ một củ hành tây. Ông nói thêm, một điều đáng chú ý là có thể dễ dàng phát hiện ra thứ gì đó chỉ vì nó có các tính năng rất mạnh, nhưng số lượng nó có thể rất, rất thấp. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm các đặc điểm phân tử, điều đó thật tuyệt. Nhưng sau đó, bước tiếp theo sẽ là chúng tôi có đủ dữ liệu để chúng tôi có thể bắt đầu thảo luận về số lượng của cái này, cái kia, và sau đó chúng tôi có thể bắt đầu trích xuất thông tin về nhiệt độ, như một hàm của độ cao và áp suất. Tiếp theo, nhóm Webb có thể bắt đầu suy luận chi tiết về điều kiện bề mặt và các quá trình có thể dẫn đến sự hiện diện của các thành phần khí quyển đó ngay từ đầu. Nó giống như chương trình truyền hình yêu thích của bạn, và bạn phải đợi một tuần để xem tập tiếp theo, Jewitt nói. Trong trường hợp này, bạn có thể phải đợi một năm để có tập tiếp theo,
có nhiều thành phần khí quyển sẽ được các nhà khoa học quan tâm khi nghiên cứu hành tinh Chappis-1. Hơi nước có thể là một trong những thành phần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí, nhưng đối với Geelong, metan sẽ là thành phần lớn. Ông nói, chúng tôi biết metan có thời gian tồn tại rất ngắn. Trong bầu khí quyển như vậy, các phân tử của nó biến mất rất nhanh. Vì vậy, nếu bạn có một lượng lớn khí metan trong bầu khí quyển của một trong những hành tinh Chappis-1 này, với bầu khí quyển cũng giàu CO2 hoặc ozone, thì điều đó có nghĩa là có rất nguồn khí metan lớn và chúng ta không biết nhiều nguồn phi sinh học, nhưng chúng ta biết rằng sự sống có thể tạo ra khí metan. Chúng tôi cho rằng trước đây bầu khí quyển của trái đất rất giàu oxy, nhờ sự phát triển của quá trình quang hợp, khí metan có rất nhiều trong bầu khí quyển của trái đất, vì lúc đó có một số vi khuẩn sinh ra nhiều khí metan. Vì vậy, nếu chúng tôi phát hiện ra khí metan sẽ rất thú vị.